quý vị khán giả đồng chúng ta đang đến với ngày đầu trực tiếp tại Super Bowl Tân Hiệp Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi trận đấu sâu cho buổi sáng ngày nay. Dòng vũ tân điện sâu của các cầu thủ đội Hóc Môn và các cầu thủ nhà quận 12. Hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Đường hướng sau đường xuất phát thì người sẽ đóng vai trò đội trưởng cho các cầu thủ của quận 12 đang đá ở vị trí trung vệ. Đó là gì đang mạnh nguy hiểm, 1-0 dành cho cầu thủ đội Hóc Môn. Đó là cú dứt điểm dành cho đội trưởng của đội Hóc Môn, chéo số 11. Nguyễn Vũ đã mở tỷ số ở trong một pha toát xuống khi mà người đã nhắc đến vị trí trung vệ Zidane Thành, cũng là đội trưởng của cầu thủ nhà quận 12. Tỷ số anh đã bị vượt qua và Nguyễn Vũ bạn là đội trưởng ở bên kia chứng kiến để mở đầu tỷ số sau hơn 5 phút thi đấu dành cho quân lai qua đội bóng đội. Sẽ là vị trí đá phạt của các cầu thủ phản. Đánh đầu không chỉ nguy hiểm cả. Bóng bật ra hơi mạnh cho Nguyễn Vũ Phú và đội tuyển Hóc Môn. Hợp lý ở cánh phải và bật lên rất nhanh. Đáng tiếc là Dương Huy đã không thể tạo sự thành công nhưng vẫn còn cơ hội dành cho các đội áo trắng. Cú đá tại thời điểm này sau gần 30 phút thi đấu dành cho Quốc Gia của Hà Nội. Nguy hiểm quá rồi. Trung vệ đội trưởng Dương Đăng Thành đang là người chuẩn bị cho Nguyễn Văn Thành. Cú đá ở chân trái của Dương Đăng Thành, bóng vừa tìm đến sang ngang. Sau đó nó kết thúc bằng một cú đá chạy ra ngoài. Đã không có được bàn thắng cho các cầu thủ của em quận 12 cho đội tuyển quân quận. Hậu Kiên đường chơi tốt nhưng quý vị khán giả mời chúng ta cùng quay trở lại sân vận động Tân Hiệp để tiếp tục theo dõi diễn biến thi đấu thứ hai trận đấu của các cầu thủ đội tuyển Hóc Môn và cầu anh em và quận 12. Và nếu không có thể bảo đảm được thì đá thẳng dành cho số 9 của anh em quận 12. Tiếp cận bóng đưa lên cao. Đầu tiên vẫn là cú đá chạy ra ngoài. Sau đó này các bạn sẽ là cầm người sang để lại cùng với nhau để nhìn lại một năm đã qua và sau đó sẽ chơi mới cho một hành trình mới 2023. Lúc này thì bàn thắng đã đến dành cho cao thủ của anh em quận 12 và dứt điểm từ xa dành cho cầu thủ ba chéo số 87, số 67 Huỳnh Tuấn để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Cầu thủ của AEK thứ hai họ đã thể hiện rõ chiến thuật của mình ở trận đấu này khi vừa trở lại đều là những cú dứt điểm từ xa và lần thứ ba thể hiện họ đã có thể ăn mừng và bàn thắng đến. Đó là sự trở lại tuyệt vời dành cho tiền vệ Thanh Tuấn. Đầu tiên cơ hội để đối mặt nguy hiểm, quả trống cầu vào xuất sắc cho tình huống bóng lót vừa rồi. Đó là một sự đáng tiếc dành cho các cầu thủ quận 12 nhưng nó là một điều tuyệt vời đến với đội tuyển Hóc Môn. Dù thủ thành tại đồ đá bị đánh bại nhưng vẫn còn đó là sự hỗ trợ kịp thời. Và những người vừa can thiệp đó là Trương Quay Thuận. Một đúng, đó là Kiên. Quả trống ở đây thì chúng ta đã bị
đầu tiên cú đá nguy hiểm không vào, đó là đường truyền của Vũ Kiên sang cánh trái dành cho đồng đội. Điểm nhận dành cho cầu thủ mới vào sân và pha chạm bóng đầu tiên dành cho cầu thủ Marcel. Những pha bật nhà đã trở nên nhịp nhàng hơn đối với hai quân thứ hai. Vũ Kiên cú đá này, lần này bàn thắng dành cho Vũ Kiên để đội tuyển lại một. Đó là cầu thủ đã được sử dụng ở cuối hiệp một và duy trì trận đấu này. Luôn luôn có những pha bóng đầy những sự có trụ và chính anh là người đã giúp cho bàn thắng vượt lên. Lần đầu tiên đối với cầu thủ của hai quân thứ hai. Bên dưới của Taibo đã đi xuống lên một cách đầy thuyết phục. Cú đá là quá khó của Vũ Kiên. Thành Sơn với vào sân vẫn còn rất khỏe. Đó là nỗ lực cản nước của số 37. Nguy hiểm quá Vũ Kiên. Giải phối trong cho phong điều của Ca Tu Á Trắng vào vài đêm bản đồ thứ 3. Cú lúc dành cho Vũ Kiên quá nhanh. Như có thể mô tả tình huống vừa rồi của cầu thủ bên phía anh em của phía này. Vũ Kiên đã giúp cho mọi thứ trở nên thoải mái hơn, dễ dàng hơn đối với các cầu thủ của anh em của phía này. Với cú lúc vừa rồi của mình, họ vượt lên và thậm chí là cả đối tượng khoảng cách. Cú đá từ xa, lần này thì Taigo đã phải để bóng đưa sang ngang. Seco đã phạt góc, quả đá của bóng số 37 với chân nguy hiểm. Bóng tìm đến cung trọng, sau đó là cú đưa bóng hơi nhẹ. Một pha bắn đầy dư sức trong đó và lộn xộn trong vòng cấm của Taigo. Ít nhất là có hai cơ hội để dứt điểm thành bàn. Phần đầu pha bóng ra của đội tuyển Diên Hạnh, cú đá đặt lòng là hơi nhẹ. Rồi đấy, Sơn Dũng một pha tận bóng qua người thủ môn. Và đó cũng là điều đáng chú ý cuối cùng của trận đấu sau cú sửa cao thủ của nhà quân thứ hai và cao thủ đội tuyển một sau cú xuất hiện 2022 và chiến thắng chung cuộc dành cho cao thủ của nhà quân thứ hai với một trận đấu được thua xong thì rất bao. Xin chúc mừng các qua đội bóng đã hoàn thành trận đấu tối nay và đã hoàn thành trong một năm 2022 và chúc cho các đội viên và đội bóng sẽ nhiều sức mạnh để tiếp tục công việc và đặc biệt trong năm tới và chúc đội bóng sẽ phát triển vững mạnh. Và đến đây anh em của đội tuyển bóng đá sẽ phải một lần chào tạm biệt và hẹn gặp lại.